chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu sự tác động của khối không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên sáng nay tình trạng sương mù vẫn xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành miền Bắc nước ta, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Một vài nơi có mưa nhỏ nên sẽ gây ra đôi chút trở ngại cho các hoạt động giao thông vào buổi sáng, đặc biệt là ở những cung đường đèo dốc. Tuy nhiên thì nền nhiệt vẫn đang tăng dần, thấp nhất về đêm và sáng dao động từ 17 cho đến 19 độ cho các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, còn khu vực vùng núi nhiệt độ ở mức từ 14 đến 16 độ, trời chỉ còn rét nhẹ. Ban ngày thì trời đôi lúc hứng nắng ấm áp với mức nhiệt vào trưa chiều phổ biến từ 23 đến 26 độ. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La do cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ có thể tăng lên trên 28 độ. Xuống tới khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay chưa có hình thế thời tiết nào đặc biệt ảnh hưởng đến khu vực này nên hầu hết các nơi trời đều không mưa, ban ngày có nắng và sự biến động về nhiệt độ giữa các vùng miền trên khu vực giảm dần đi. Ở các tỉnh phía Bắc tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chỉ còn rét nhẹ vào ban ngày do cường độ nắng tăng lên nên nhiệt độ cũng tăng theo và hầu hết các nơi đều ở mức trên 26 độ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cần lưu ý thêm về hiện tượng sương mù trước khoảng thời gian 9 giờ sáng, khiến cho tầm nhìn xa sẽ bị hạn chế khi tham gia các hoạt động lưu thông. Đối với các tỉnh phía Nam ở đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời tiếp tục có nắng và nhiệt độ trưa chiều đạt mức từ 27 đến 30 độ. Kiểu thời tiết ít mưa và nắng nhiều như thế này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Vì vậy, người dân nơi đây cần chủ động sử dụng nguồn nước sạch thật hợp lý để đối phó với tình trạng thiếu nước ở khu vực này trong những tháng mùa khô kéo dài. Cùng chung tình trạng ít mưa kéo dài như các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên trời hầu như là không mưa và còn rét với nhiệt độ chỉ khoảng từ 13 cho đến 15 độ về đêm và sáng, còn ban ngày thì trời có nắng và nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ 26 đến 28 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động du lịch tại đây. Các tỉnh Nam Bộ vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô ở khu vực này, trời tiếp tục không mưa, ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng 29 đến 31 độ. Lưu ý là trong khoảng sáng sớm từ khoảng 4 cho đến 7 giờ sáng sẽ là lúc mà nền nhiệt độ hạ thấp nhất tại các tỉnh thành phía Nam, trời se lạnh, miền Đông các tỉnh như là Bình Phước, Đồng Nai còn có nhiệt độ hạ xuống 17 cho đến 18 độ. Nên quý vị và các bạn cũng nên mang theo áo khoác để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì gió trên hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn duy trì cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Thời tiết ổn định, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, tình trạng biển bình thường và thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt và lưu thông trên biển. Như vậy, các tỉnh phía Bắc thời tiết tương đối tốt. Riêng phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù vào lúc sáng sớm, trong khi miền Trung ít mưa, ngày nắng và nhiệt độ tăng dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định với đêm không mưa và ngày nắng. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc đầu tuần mới thật may mắn và hiệu quả.